tốt chứ hả? Tốt anh ạ. Tốt hả? Dạ, đúng. Chỉ đang làm cái cửa gì mà to thế chứ? Dạ, em đang làm cổng lùa cho xe khách anh. À, cửa cổng lùa hả? Dạ. Cửa này là cửa... cửa như thế nào, lùa thế nào chị? Dạ, hai bên chết và hai bên giữa lùa. À, hai bên. Tất cả bên hông là chết, hai cái giữa lùa. Dạ. Thấy cái buồng cửa này to quá hả chị? To. To hả em? Cái này là em làm khung bao là 48 hả? Khung bao 48 và bên trong là đan cây gì chứ? Cây dung 14 khoảng 3,5-4 phần. Ok. Hôm nay chị sẽ giới thiệu anh em mà sẽ hướng dẫn anh em làm một bộ cổng lùa nha. Hai cánh chết hai cánh lùa. Bộ cổng này cũng to á. Ngang là bao nhiêu chứ nhỉ? 4m84. 4m84 cao 3m. Cao 3m nha anh em. 4m84 cao 3m nha. Đây chị đang làm đây nè. Chị đó mình sẽ làm video cho anh em coi lại hướng dẫn cách làm cửa cổng lùa này nha. Đây, chí sẽ là diễn viên chính trong cái bộ cửa này. Kim vẫn là Caramel nha. Rồi, ok anh em, đón xem video làm cổng lùa nha. Hai cánh chết, hai cánh lùa nha anh em. Đây.